Rồi, Dương Mai chú Trà Bông xin chào quý cô chú anh chị nha. Cả nhà ơi, đây là những cây mai mà em đang treo lên rất là đẹp đây cả nhà. Trời ơi, đây là em chọn những cái cây rất là nghệ thuật nha quý cô chú anh chị. Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cây số 1 nha. Cây số 1 sẽ là một cây siêu bông bình lợi cả nhà. Đó, đây anh chị. Rồi bây giờ chúng ta có thể tạo dáng cho cây này dáng thác đổ luôn nha. Rồi, lên nha. Rồi, ngã xuống luôn. Ồ, quá nghệ thuật anh chị ha. Trời ơi, cây này đẹp bước ta. Đây là dòng siêu bông bình lợi. Thì nói chung là tùy ý thích của mọi người. Đây nè, anh chị muốn tạo dáng nào cũng ok. Mà cái cây này cái thân nó lắc rất là gắt đi cả nhà. Đó, nhìn nè, rất là đẹp luôn ha. Siêu bông bình lợi, cây số 1 này giá là 1,2 triệu. Bên em bảo ship. Đó, rồi, tiếp tục qua bên đây sẽ là một cây siêu bông bình lợi nữa. Trời ơi, coi nè cả nhà. Cái này về chúng ta nuôi thêm nha. Là cành nhánh nó xum xê, là cái cây nhìn đẹp nhất nách luôn nha cả nhà. Coi nè. Ôi ôi nè. Đó anh chị. Rồi, bật lên luôn. Đây, thác đổ mùa đông. Wow, trời ơi, đúng nghệ thuật luôn cả nhà ơi. Quá đã luôn. Rồi, cái này thì giá là 1 triệu mốt. Bên em bao ship nha cả nhà. Đây là siêu bông bình lợi nha mọi người. Cây số 2. Tiếp tục quanh đây sẽ là cây số 3. Cây cúc thọ hương luôn. À, rồi, đây, tạo thác đổ coi. Đây, để sạch lên cho. Ui. Đó, đây. Đây anh chị ơi. Nè, con để ngang đây, để ngang. Đúng rồi, nhóng lên chút nữa. Rồi nặng. Đây đây nó nặng nặng. Rồi đây thác đổ luôn cả nhà ơi. Cây cúc thọ hương này giá 1 triệu nha cả nhà. Bên em bao ship nha. Rồi ba cây này anh chị mà chọn mã nào thì hãy alo cho vườn mai của chú Trà Bông nha cả nhà.